Vì ốc đây. Hôm nay anh em mình tiếp tục có một chuyến đi xin để săn iPhone 15. Ghé chiếc chân ở Biên Hòa để mình ăn sáng nha mọi người. Món bánh cuốn nóng nha, một trong những món ăn rất là ngon ở Biên Hòa nha mọi người. Biên Hòa món nào? Ý là một tô với một đĩa mèo một phần đó hả? Ý là như vậy là một phần. Chưa biết ăn cái nào ấy. Ăn sáng lên đường. Đấy, đi cùng anh em mà. Phần như vậy đặc biệt đấy. Cái này là chan vào cái này. Giống cái đâu ạ? Cái này là chan vào cái này. Đông bún chả đâu. Một tô như vậy nước đúng không? Rồi, cái kia là bún, còn cái này là bánh thôi. Cái này là cái gì? Okay. Cái này là cái gì? Let's go. Tới rồi nha anh em. Chuẩn bị vô sân bay check in nha anh em. Nay xem có đông không? Quốc tế lúc nào cũng đông. Đoàn mình hôm nay đi 10 người nha mọi người. Đó, mình đã tới check in xong, khai hải quan xong cho mọi người. Chờ đợi giờ bay thôi. Nay mình đi hãng Singapore Airlines. Thường như mọi năm thì mình vẫn đi ăn dê bò hết, chờ đợi ăn vạ Apple ở Singapore để mang về cho mọi người những chiếc iPhone mới sớm nhất nha mọi người. Đó, anh em coi thấy hay, thấy hấp dẫn bộ ích thì like và đăng ký kênh ủng hộ cho Tài Táo Vlog nha anh em. Let's go, ăn cường. Hello. Cường bye bye Việt Nam đi Cường. Bye bye Việt Nam Mỹ. Chào Việt Nam nhé. Chào Việt Nam. Táo đi đây. Heo, anh em tôi đi đây. Đấy, mời mọi người ăn nhá. Đây, phèn em là vô chiến thôi. Năm người đây. Nhóm em bên kia luôn. Trong đây có gì? Giống nuôi Việt Nam. Gà, đây ức gà không? Đây là no lắm mọi người, nhiều lắm. 3 miếng trái cây nữa. Ăn cũng hợp khẩu vị. Dễ ăn. Ăn hết rau rồi còn muốn lôi nữa. Ngon hơn ức gà không à? Gà không à? Cà phê hơi ngọt ngọt với mọi người. Uống nó là ngắt à. Không có mùi gì hết. Ngắt à. Singapore AI nha anh em. Thấy hộp này khỏi chưa? No luôn á.
ba miếng trái cây nữa nè. Hết rồi. Mình đi trong nhà không mà sợ gì mưa. Đã tới Singapore nha mọi người. Đấy. Giờ tới đã bay khoảng 1 tiếng rưỡi. Tiếng rưỡi. Giờ 3 giờ hơn rồi. 4 giờ kém rồi. Đã tới nơi anh em, đã tới nơi. Đó, vừa tới sân bay rồi nha anh em. Ôi trời, rất đông. Bơm hay là vá nữa? Bơm 8 ký hả? Quá đông nha anh em. Ôi, mình chơi 8 ký luôn á. Đi tới, đi tới. Đấy, tụi mọi người thấy sân bay ở Singapore sao? Tuyệt vời không? Rộng rãi. Dưới thề thảm luôn á, trải thảm luôn á. Không phải gót gạch như Việt Nam đâu. Đây lần thứ hai mình tới Singapore nha mọi người. Năm nào cũng vậy. Vào ngày Apple ra mắt và mình sẽ có mặt tại Singapore. Năm nay sẽ là Apple Ocha hay là Apple Cherry đây anh em. Đó, anh em coi video thấy hay hãy đăng ký kênh và like cho Tài Táo Vlog nha anh em. Ở đây có đường đi bộ hoặc mình có thể đi bộ hoặc là đi bằng băng tải cho khỏe. Vô đây đi băng tải cho khỏe, khỏi đi bộ nha mọi người. Đấy. Đi đây cho nó khỏe nè. Rồi đi bộ. Đó, bên này có đường đi bộ. Đây là đường tải thang máy. Mình sẽ quay lại quá trình đi sinh sẵn iPhone 15. Mọi người cho mọi người cùng xem nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh Tài Táo Vlog nha anh em. Cảm ơn mọi người nha. Bây giờ thì mình đi ra khu vực xe buýt để vào thành phố nha. Trước đi chưa có cái thảm này này, như đang đi trên đám mây á. Đang đi trên đám mây á. Đẹp. Quá đẹp, quá đẹp. Bắt gặp một người quen này mọi người. Đi qua đây gặp nhiều người quen quá. Đây gặp người quen này. Đấy. Gặp người quen. Bên hôm nay chạy thảm đẹp nha. Bay mà có cỏ cây xanh này rất là đẹp. Bắt đầu vô nhập cảnh nha anh em. Làm thủ tục nhập cảnh xong rồi nha anh em. Giờ đi vô tung tăng ở bên sân thôi. Chờ gì nữa. Đó, sân bay sân rộng lớn không?
rộng lớn thơm tho, rất là tuyệt vời. Nếu một người mọi người hãy trải nghiệm đến Singapore nhé anh em, tuyệt vời lắm. Một đất nước văn minh, sạch sẽ, đáng mơ ước của nhiều người. Fan của mình năm nay đi bên đây này đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chín anh em, chín. Sân bay xinh, bao chất, bao rộng, rất là hiện đại rồi đó mọi người. Hy vọng mai mốt sân bay Long Thành của mình được như vậy này. Được chứ đúng không? Sân bay mình xây sau được như vậy nó thì toang. Đấy, rộng không mọi người? Tự động rồi làm tự động không à? Rất là nhiều cây để cho mọi người làm. Đó. Đó, mình tới cái khu vực khác nước ở sân bay Changri này, mình quay lại cho mọi người cùng xem này, ở chỗ này ở trong dòng sân bay luôn, rất là đẹp luôn. Đi như một cái khu rừng ở trong nhà á mọi người. Năm trước thì mình đi thì mình chưa có quay được, năm nay thì mình sẽ ghé mình quay cho anh em xem luôn. Quá tuyệt vời luôn á. Đó, nước sẽ chảy từ ở trên nóc này lên xuống này. Quá tuyệt vời. Đẹp không mọi người? Đi như một khu rừng trong nhà thôi. Quá đẹp. Gửi tiền đây này. Đó, đẹp không anh em? Quá tuyệt vời. Một cánh rừng. Rồi đi. Đây, check in nha, tuyệt vời luôn nha. Mặt nước quá đẹp. Chạy từ trên nóc rồi. Đó. Đó, đi xuống nè, đó. Quá tuyệt vời. Không, Singapore rất là hiện đại luôn nha mọi người. Xung quanh là những cây xanh như là một cái đám rừng nhỏ. Lên tầng cao luôn cho mọi người thấy thác nó đẹp nha. Lên nữa hả? Ờ, phải lên đây nữa nè. À, đi ở kia hả? Sân bay của Singapore thật là tuyệt vời mọi người. Quá đỉnh luôn, mong Việt Nam có sân bay Long Thành sẽ được như vậy. Không thể chê vào đâu được. Mệt rồi à. Ôi ơi, lên này, lên đi chơi luôn đi. Lên cao luôn, lên đỉnh luôn nha mọi người. Đỉnh cho mọi người xem luôn. Đó, nước chảy xuống đẹp không? Đó, dưới đây có tàu điện đi ngang luôn nè. Quá đẹp. Tàu điện đi ngang luôn này. Đấy. Wow. Sân bay quá đỉnh. Quá tuyệt vời. Đó, xe điện đi ngang rồi mọi người đó, xe điện đi ngang. Em mình nhập hả? Không biết bây giờ Việt Nam mình đẳng cấp như vậy đúng không?
Trong sân bay Changjin thì rất là tuyệt vời, hiện đại, sang trọng. Một trong những cái sân bay mà rất hot ở khu vực Đông Nam Á nha mọi người. Nói là cả châu Á luôn á. Một người hay một lần được thử đến đây xem độ hot của sân bay nó sẽ như thế nào. Đây. Trong đây là một đi đất nước rất là nhỏ nhưng mà một sân bay rất là lớn, rất là hiện đại. Thác nước điện thoại để cái góc chụp. Đó rồi dạ, đi lúc đó tình dạ theo hai ba người làm video cho quay. Mang một ekip đi hả? Anh có gì về nhà anh follow kênh YouTube của anh Tài, tôi chặt cho mẹ nha. Chia sẻ cho thầy thôi. Chia sẻ cho thầy. Anh cậu anh ăn cơm hôm thôi, anh cũng like có một cơm, mấy tiếng mấy đồng hồ vậy. Dạ. Không, hình như nó mang like như vậy thì nó mới cho ngày nọ nó đủ số tiếng, số giờ của nó nữa. Xuống, trên tàu bé. Lên tàu đi xin phải biết đi tàu điện nha mọi người. Không biết đi mù luôn á. Giờ mình đi mấy chặng mới tới? Đó, cả nhà mà muốn đi sinh thì cả nhà phải nên luyện đi đi bộ cho đôi chân dẻo dai thì đi bên này nó mới khỏe được. Thật sự là mình đi cũng rất là đuối rồi, mỏi chân lắm rồi. Phần này đi bộ không à. Đây thì taxi, giá đi taxi ở bên sinh này rất là mắc nên là anh em sẽ chọn đi bằng xe tàu điện. Đi bộ thì nó rẻ hơn chứ đi taxi là mắc á. Gần tới khách sạn rồi nha mọi người, chút nữa mình sẽ vào khách sạn mình sẽ quay review khách sạn anh em mình ở trong 3 ngày ở Sinh nhá anh em. Coi thứ hai nữa ai TikTok Fuyo kênh Tài Táo Vlog giúp mình nha. Cảm ơn mọi người. Đây là khách sạn à. Hotel Gentsel Ocha. Anh em mình ở đây nha anh em. À, vào đây check in này. Chất in nha anh em. Phê quá. Đường đi vô phòng thì em sao mà nó hiu thế. Ai, tới phòng rồi nha anh em. Vô phòng đi. Tới phòng rồi nha anh em. Anh tới phòng ngủ mai ngủ quay luôn.
Chúng nói chửi. Ma chưa tới ngày mà. Không gấp phong, nếu mà không gấp để qua tuần ở quanh. À, xem có gì, xem phòng có gì nha mọi người. Dạ. Bây giờ mọi người xem luôn. Phòng nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Không thôi. 3 giường. Thứ hai là chắc được. Đây phòng mình ở 3 người, 3 giường. Đây. Go. Bên xinh hơn. Dạ. Dạ. Ba đực. View gì ạ? View hồ gì ạ? Tối quá không thấy gì hết. Vậy để thứ hai nhá anh nhá. Không có gì. Dạ ok. Dạ ok. Nói chung là phòng cũng đơn giản thôi. Rồi, quay lại vệ sinh luôn. Đấy. Cũng ổn nhá mọi người ha. Đây nhà tắm này. Đó. Từ từ trời ơi. Nghỉ ngơi xíu đã. Oh.